giờ bán 30 anh? Bán 20 mấy, 25 thì giờ lên. Cái khu chỗ anh đó là 100 căn, khi nào nó làm được sổ hồng nó hứa tháng 3 rồi vậy đó. Nó có quyết định mà hỗn đội giờ đất rồi đó. Quyết định hỗn đội đất đó, một tháng hay một năm rồi. Năm nữa có sổ. Là có quyết định hả? Có quyết định hỗn đội đất. Là nó giải quyết xong rồi. Đâu chừng nào nó kêu nào hồ sơ đi nộp ra gì mọi gì năm giờ bán cũng mà bình thường nha, cũng bình thường, nhưng hàng nhảy vào cho ba bình thường không có sao, không có hàng để bán rồi, không có ai bán gì đâu. Thơ mướn rồi cũng ok, không có ai bán đâu, chứ không có ai bán. Tụi nhà nó cho thơ thằng nó đó mà nó gì đấy, công ty nó mà nó thơ nó làm, nó thơ hai căn nữa nó làm luôn á. Thằng là gì đó, pin đó. Thằng đó cũng là bất sản. Ừ, đúng là nó làm à. Còn em là hay làm khu vực đây, còn khu vực nào nữa không? Em chiếm khu vực này. Còn thì là chạy cho tôi. Shop house hãy dẫn đại gia đi coi shop house thành đó. Hai mươi tám tỷ hả? 28 tỷ. Cái diện tích là sao? 720, chỉ có tầng dưới với lại tầng trệt đây thôi đó hả? Đâu, 6 lầu chứ. À, 6 lầu luôn đó hả? 720, 6 lầu. Đây là tầng trệt. Không, đây là vô thang máy. Tới đây là 20 rồi đó hả? Dạ. Ủa sao nhanh dữ vậy ta? Bao đây có đèn không? Dạ. Ồ, đây là cái tầng sắt vách à. Nghe gì khải không? Đây là có là thang bộ. Thì đó sao chị khải, nó sao chị khải? Ok, thang máy. Đi thang máy mà rủi ro. Ok. Có 6 lầu tất cả đúng không? Ừ, 6 lầu. 28 tỷ thì cũng đây đã có hết hả? Đây cả sổ gì? Sổ hồng chưa? Có hết sổ rồi. Triệu mốt. Đô. À, đây có một cái phòng đi toilet nè. Tầng bộ bình hồ. Đây là cái tầng áp máy luôn á hả? Tầng 6. Ô, tầng máy gì nó thiết kế bếp ở đây hả? Đây có một cái ban công. Ban công view ra nhìn khu dân cư. Không mua lâu rồi. Mua hồi khoảng cả tháng 11, tháng 10, tháng 11 á. 11 năm trước hả? À, 2020. Giờ là tháng 3 à. Đây có cái bếp cực kỳ đẹp. Những cái này thật sự có là giá gì? Chắc có cả 27 liệu giờ là ok. Bếp này đẹp đấy chứ. Theo châu Âu à, quay ra ngoài đẹp quá, mở cửa ra là gió lồng lộng luôn. Nó thiết kế giống như nhà vậy mà sao nó kêu là shop house ta? Ở dưới shop, ở trên house. Ok. Giống như nhà phố ở lên tầng máy đúng không? Tầng máy đó. Ừ, cái quan sát nó làm sao?
Ở dưới là shop, penthouse, gọi nhưng mà ở dưới là men, ở trên ở. Anh nói là ở dưới là men, ở trên ở. Dạ, ở dưới là ở view luôn nè. Wow, đây là một cái sân thượng luôn nè. Wow, một cái sân thượng rộng. Buồn tưới nước hả? Ông chủ đây là ở đây ở đâu? Wow, nhìn cái view toàn cảnh khu dân cư. Này thiết kế chỗ này thờ cúng luôn ha. Đường máy bay luôn. Má dưới đường máy bay luôn hả? Rồi xuống cái tầng này là cái tầng hồi nãy phải không? Ngay tầng 5. Wow, xuống tầng 5 là vô. Wow, thiết kế phòng phòng này kiểu là phòng ngủ nè. Đồ hệ thống máy lạnh nha, trung tâm. Hệ thống máy lạnh, tủ, gỗ. Và ở đây là một cái phòng ngủ. Có riêng một cái phòng ngủ riêng nữa nè. Wow. Ở đây thiết kế vô phòng tắm. Phòng để đồ. Wow. Có bồn tắm. Được kìa, đẹp luôn. Một phòng tắm đứng, một phòng tắm nằm, toilet. Quá đã. Đây tầng 2 tầng ngủ mới to nè. Nhỏ vậy thôi. Đây master bedroom. Nhỏ vậy thôi. Master bedroom có được cái view cực kỳ đẹp. Đó, đây có bồn tắm này. Có, thấy rồi, thấy rồi. Đây cái view đẹp quá. Mấy tỷ rồi đúng. Đây là cái phòng kid room liền kề. Phòng 456 thì là cái phòng này, phòng ngủ này. Ở xuống tầng 4 thì nó gặp một cái phòng liền, à nó là cái phòng nhỏ. À, cho người giúp việc. Có view. Cái này nó thiết kế khúc chỗ này là nguyên một cái phòng mà nó chia làm đôi hai ngõ vào ha. Ủa? À, hai phòng riêng. Thấy không? Cũng view mặt tiền luôn. Wow, phòng này cũng có bồn tắm luôn. Bồn tắm luôn. À nè, bồn tắm nằm. Toilet luôn. Okay. À, vô cái phòng này nó thôi, cái master bedroom kia là bự, còn cái này là nó chia ra thành hai phòng. Dạ. Đều có bồn tắm hết. Đều có bồn tắm nhau. Mới là bên trần. Bên này okay. Vô. Có bồn tắm luôn. À, cái phòng tắm riêng luôn đây. Dạ, cũng có phòng tắm luôn. Ok, phòng tắm nằm luôn. Ok, cái này là được đèn tắt đèn, ok. À, mỗi một tầng nó hay phong cách khác nhau hết. Ok. Tầng 3 hay tầng 2? Có một cái toilet. Tầng 3, rồi. Wow, tầng 3 đây là thiết kế một cái phòng nhỏ. Phía bên đây, à cái này là thuộc là văn phòng rồi, cái đây giống như phòng họp. Ok, bật đèn cái phòng họp lên. Nào, đây là vô cái phòng họp. À, hay á. Vô đây là thiết kế kiểu như là công ty rồi, văn phòng. Ở ngoài là phòng họp đúng không? Yeah. Hay á, thằng này thiết kế ok hay. Có một cái view mặt tiền luôn. Cực kỳ đẹp. À, một cái văn phòng này là để cho nhân viên nè. À, cái này là tầng trệt. Tầng trệt nhưng mà trên gác lửng. Wow, thiết kế cái này là kiểu văn phòng rồi. Văn phòng nè. Ủa, cái này là nội thất mình mua riêng phải không? Chứ đâu phải là có. À, nó thiết kế đúng cái mẫu của nó luôn đó. Đây. Nó xuống.
Ok. Ok. Rồi, bây giờ đi xuống ngay nữa luôn. Còn mấy cái kia thì nó rồi xuống đây là tình chặt dùng để cho thuê mặt bằng tiếp tân. Ngoài đây nó có một cái phòng nhỏ gì nữa đây, à phòng vệ sinh. Giá hiện tại căn này là 28 tỷ hả? 28 tỷ được. 28 tỷ nếu mà mua căn này về để cho thuê khoảng được nhiêu một tháng? 50. Thời điểm hiện nay á hả? 50 triệu một tháng. Cho thuê nguyên căn luôn. Dạ, cũng không phải thua lắm luôn. Ờ nhưng mà có cho thuê được là ok rồi. Đây là toàn bộ cái shop house. Một trệt, một lửn, bốn tầng và một nửa cái sân thượng đúng không? Sân thượng. Giá 28 tỷ, 720 mét vuông. Đây là cái trục đường chính của Vạn Phúc, Nguyễn Thị Nhung. Đầu đường luôn. Đây. Cái căn này vừa rồi em chọn anh lông lắc rồi đó, anh không lấy. Đúng. Hồi 22, hồi 25 tỷ. Còn cơ hội còn lên nữa không? Nếu ví dụ mua 28 tỷ với thời điểm này nó còn cơ hội lên nữa không nè? Lên chứ. Khoảng ví dụ 6 tháng nữa nó nằm mất nhiêu? Nó phải lọc ba mấy tỷ. Trên 30 thôi. Đứng ở đây còn định nợ không?